Này bò lấy lốp ngon quá. Nhưng mà cái lạc xưởng bò ngon hơn. Thôi, xin chào quý cô chú chị em thân mến. Hiện tại chú Dũng Biền đang có mặt tại huyện Tịnh Biên, ngay không phải huyện Tịnh Biên, ngay là thị trấn Nhà Bàng của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nãy mình cũng vừa đi viếng thăm hai núi, một là núi Két và hai núi Dài Năm Giếng. Và sau đó mình đói bụng quá, mình chạy trên con đường thấy chỗ này nướng thịt bò lấp thơm quá, quyết định vào ăn thử. Bò bảy núi ở đây là khen rất là ngon nên bộ về An Giang nên thử. Giờ bây giờ mình mời mọi người vào. Đây là lạp xưởng gì chú? Đây là lạp xưởng bò hả? Xưởng bò. Mà sao đó có nhiều cái chỗ thấy cái nó to to nè. Nó to bằng nửa phần tay. Ờ đúng rồi. Mọi người này là lạp xưởng gì chú? Là xưởng bò nè. Ủa mà sao nó hai màu khác nhau? Cái này không để màu. Không để màu hả? Cái này để màu. Mà nó con thấy có mỡ đúng không? Hay là cái này không có mỡ? Cái này mỡ nè. Ở bên đây màu nè. Mà để 10 ký thịt cái gì nó phải có lộn ký mỡ rồi. Dạ. Nếu thịt không có ăn thôi không ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Đây ở đây chú bán lạp xưởng bò, khô bò, bò viên, chú Cảnh, chú bán. Đây. Đây nằm ở trên đường Anh Vũ Sơn, gần nhà gần cái chợ Nhà Bạn không chú? À thị trấn Nhà Bạn gần chợ Nhà Bạn không chú? Dạ. Cái này chú bán lúc mấy giờ? À, chiều trưa chạy qua không thấy. Thấy ngồi ba giờ mới dọn ra. À 3 giờ hả? Bụng mát. Chú bán bò lá lốp. Lấy bìa đó đó. Bìa này. Ờ lấy nè. Cái này là chú bò lá lốp với lạp xưởng bò, cái bò lá lốp. Chú bán như một cây. Cái này 10.000 cây. 10.000 cây còn 5.000 cây hả? Rồi chút xíu ăn hai cây này hay cây kia ăn thử ha. Ăn kèm gì để cho nướng đi. Chú à, chú tên Cảnh luôn hả? Ê, à, 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 có đây là đây nè. À, đó đó. À. Chú bán thường tới mấy giờ mới hết? Từ 8 giờ dẹp rồi. 8 giờ dẹp hả? Trời ơi, đi giờ đây kiếm mấy chỗ mà nướng nướng này là phá đó, phải ăn mấy món này đó mà. Và kiếm không kiếm một kiếm không ra. Đúng không? Ở Sài Gòn. Hả? Ở Sài Gòn nướng được đâu? Thì đó. Có gì sao mà thì đó giờ đây cái thấy mấy này nướng một cái này là một khúc của nó luôn hả hay là cắt ra? Cắt ra đó. À một khúc của nó đây hả? Sao có cái loại à loại đúng rồi ba này để coi cái nào để thơm thơm nướng nướng lấy cây hai cây đem vô ăn trước. Cái này chín rồi nè, cho chi thêm miếng nữa đi, cho thêm miếng nữa. Đem ra đây hả? Ồ đây này cô bán ra. Ôi ôi. 10 kg. Vô 10 kg. Cái Vĩnh Trung á là cái gốc của nằm đây nè. Dạ. Sạc Vĩnh Trung hả? Vĩnh Trung ở dưới này nè. Bữa con cũng có ăn cái chỗ mà Vĩnh Trung đâu dưới đây nè, cũng nướng. Cái này là cái gốc của ta nè. À. À làm dưới bán. Đây là cái gốc. Bữa cũng có ăn cái chỗ đó, cũng nướng. Đây là cô cái này là phơi hoài luôn hả? Phơi không có tính theo phơi một nắng hai nắng hay không? Không có đâu, phơi đặt khô cũng đem vô trong chứ đâu có để như là dạ. Như bữa nay mai nay là bán cái này là hết rồi, mời cái nào mà cái mới tiếp tục cho bạn dạ. Vậy đó. Dạ. Quá trời luôn nè, lạc xưởng bò. Này à, cô vô bán được 10 ký. Đây nữa. Một dây nữa. Cái dây nào không... Ủa dây này bỏ nhiều quá. Đẹp đi. Dây nào đẹp đẹp đi. Đẹp. Rồi. Ngon. Ngon ngon ngon. Ủa một dây là bao nhiêu trăm gram cô? Nửa ký luôn. Ủa một dây nửa ký hả? Ồ vậy là hai dây là ký rồi. Mình ép trên không mình bán cho ta đem về. Có ai có không? Giờ đường ta đi xa để mình hút. Dạ, hút hút. Dạ. Dạ. Đó. Cái này bán cơm tấm mà ngon lắm. Cái lạp xưởng nè. Cái này loại là này 250 ký nè. Loại này nạc không đấy. Nạc không đúng không? Tại xíu mình có chú có nướng rồi, chú ăn thử rồi nạc khác với kia này hơi mỡ. Ừ đúng rồi, đúng rồi kia. Như là nạc khác chú. Như này bán băng đi đó hả? Ừ. Mấy cái tương tương đen đâu đâu, cái đó là gì? À đây nè. Ôi.
loại đu đủ thì ăn nha. Ủa có hai loại hay là một? Này tương này đắng. Nhưng mình đắng nào? Giờ giúp mình đắng nào? Này này. À ba thứ ha. Ba thứ. À. Rồi gấp rau gỏi đi. Rồi gấp gỏi đi con. Gấp gỏi đi con. Bóng lá gì nó đẹp, giống lá của người dân miền Tây mà. Cái gỏi đu đủ với cái này lá xanh xanh là rau răm hả? À rau răm. Thơm. Mọi gỏi ngon quá ha, nhìn cái màu. Cho nó thơm lên. Lấy con hai cây này đi rồi nướng nướng tiếp hai cây này luôn đi. Hai cây này. Xin giới thiệu mọi người, đây là chú Cảnh chuyên bán lạp xưởng bò. Mình có bán cho khách mang đi không? Bán đó, cưng đó. Heo vô cái bịch ký ký ép chân không á. Là chú đây chú bán ký nhiêu? Cái này là 1 ký 1 tư. Hả? Cái này 1 tư 1 tư hả? Là 2 trăm rưỡi. Ủa cái không có màu gì là 2 trăm rưỡi hả? Rưỡi. Ủa tại sao khác nhau gì? Thịt nhiều. À thịt nhiều hả? Cái này mỡ nhiều. À. Cái kia thịt không ạ? Dạ. Chào chị. Cho thêm hai, cho hai phát cốt. Xong rồi lấy thêm hai cây kia nữa đi. Bây giờ vô. Ê quay chị luôn. Quay chị đấy, cho chị lên. À vô mà thử. Vô make up lên cho đẹp. Cho cái chén là trứng tương ấy cô. Trứng tương chấm á. Ủa cái nước là nước gì? Cái nước là nước chấm chế vô đây rồi. Đâu? À chế rồi. Đây là cái phần ăn của mình đây, mình chưa trước là hai cây bò lá lốt với lạp xưởng bò. Thì bò lá lốt này cũng làm từ thịt bò thôi, còn này là lạp xưởng bò. Thì bò cây bò lá lốt này là chú bán là 10.000 một cây. Còn cái này là 5.000 cây, là lạp xưởng bò 5.000 cây. Cũng có 3 khúc cũng chú cắt ra rồi. Đây ăn kèm đi. Là một dĩa dĩa đu đủ, gỏi đu đủ với rau răm. Đây là đúng rồi. Đó. Trộn lên ngon không mọi người? Đó. Ăn kèm đây, là ăn kèm với gỏi đu đủ để cho nó đỡ ngán mà. Miếng tương vô. Đây. Ăn trước cái lạp xưởng bò đi. Thơm quá. Ngon. Để. Cho. À, cái hả? Này còn sống không hay là chết rồi? Sống hả? Ủa sao nó không bún bún vậy? À. Trời ơi, cái này là tôm càng xanh nha chị. Khá là trời ơi quá trời mua về ăn hả? Giờ đem ra nướng đi. Ồ, đây là một con này mấy ký, bao nhiêu con này hả? Này dạ. Ký hả? Không biết nữa, nó mua gì không, cái này là chắc cái này chắc phải 2-3 ký nè, tại vì một ký được ký ngoài hả? Mở chợ này con nhỏ gì mà 500.000 nè. Ủa, này thấy đẳng à, cái này đẳng rồi nha. Đó tới đây ăn lạp xưởng được ăn ngược tôm càng xanh. À, tiếp tục đi, ăn tiếp tục này đi. Ngon quá. Ngon á. Thấy chú đang ngồi nướng lên nữa. Lạp xưởng bò thơm ghê, cái khói nó bốc vô thơm. Ngon quá. Trời thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Quên. Em quên rồi. Nãy ăn nãy giờ ăn không, bây giờ là mình chấm vô cái tương chuẩn đen với tương ớt pha chung nhau ăn với lạp xưởng coi như thế nào. Cái này phải nướng thêm một tí nữa, một thơm. Không.
À, cháo bò nữa hả? Dạ. Giờ ăn thử cái bò lá lốp đi. Hôm trước cũng có ăn ở bên nhau. Trong cái thịt bò, trong cái nhân bò lớp nè, có gân, có thịt và gân á, ăn nó hơi dai dai, dai mà cũng có gân, hơi gân sủng đây à. Nên ăn kèm thêm cái này cho đỡ ngán. Trời ơi, mỡ, mỡ nhiều nè. Cái này phải nướng thêm tí nữa cho nó cháy ra, nó thơm chút. Chưa tới, để thêm tí nữa. Trong cái bò lá lốp này là mình có gân một chút. Có gân nó sụn không? Ngon. Thơm á. Cái bò của tỉnh An Giang, nhất là ở tỉnh Biên, mùi bảy núi này nè, rất là ngon, đỡ nhất luôn. Khi mà giờ tỉnh An Giang á, phải ăn, nhất định phải ăn được cái bò bảy núi. Đó là bò ở đây người ta nuôi theo cái kiểu khác. Nói chung thịt bò ăn rất là thơm, nướng lên rất thơm, ăn nó mềm. Nhưng mà mình vẫn thích hơn cái lạp xưởng bò. Vì sao? Ở con bò nó nướng á, cái nướng nó thơm lắm, thơm hơn cái lò bò đá lớp. Trong hai cái này thì mình thích ăn cái lạp xưởng bò hơn. Không biết sao nữa, bò lá lốp với lạp xưởng bò thì cái lạp xưởng bò nó ngon hơn, cái mùi nướng của nó cũng thơm hơn bò lá lốp. Mình cũng có ăn cái lạp xưởng heo rồi, nhưng mà lạp xưởng heo á nó không có thơm bằng cái lạp xưởng bò. Ngon quá. Đây mình sẽ ăn tiếp hai cái cây lạp xưởng bò hết, mình sẽ kêu thêm cái cây lạp xưởng bò nữa, mình sẽ ăn thêm lạp xưởng bò thơm ngon. Chú lấy thêm con hai cây lạp xưởng bò nữa đi, lạp xưởng bò nướng cho nó tới hơi. Ủa cây lạp xưởng này nào nữa? Xưởng thịt. À, có xưởng thịt đeo. Nướng, này. À, nướng cho con cây đó, nướng ăn thử. Dạ. Ngon quá, lạp xưởng bò nướng nó cái mùi lên thơm quá. Người ta làm ở hương nhiều lắm, mà chú làm ở thủ hương lắm. Dạ. Cái đây là cái lạp xưởng này là cũng là xưởng bò nhưng mà thịt nhiều hơn. À. Còn cái lạp xưởng này là mỡ nhiều hơn, thịt ít lại. À. Nói chung là có hai loại thịt nhiều với loại ít thịt. Mỡ có lớp mỡ nữa thì ăn sẽ đỡ ngán hơn, nhưng mà thịt nhiều quá thì cũng được, nhưng mà có mỡ thì sẽ ngon hơn. Có mùi là ở thành phố cũng mùi lắm. Dạ. Hồi nãy chú nói một ký bao nhiêu? Cái thịt này là 140. À, ok. Mà nướng thành phố nướng là nó đâu được. Thành phố nướng được. Được, nhà cửa ta không nướng gì được. Đúng rồi. Có cái vườn gì đó hay gì nướng thì không. Bây giờ là chú nướng thử cho mình là một cây lạp xưởng thịt có ăn như thế nào, khác với cây lạp xưởng nó đang nướng mỡ, lạp xưởng bò mà kiểu như là cây này là 250, một ký là lạp xưởng thịt là 250, còn lạp xưởng bò là 140. Rồi đây địa chỉ số mấy đó? Đây hẻm 38 đường Anh Vũ Sơn, gần chợ Nhà Bàn, trong nằm trên Nhà Bàn, còn chợ Nhà Bàn. Chợ Nhà Bàn, thị trấn Nhà Bàn, đấy, thị trấn Nhà Bàn được rồi, thị trấn Nhà Bàn. Ý là người ta tìm chó dễ. Em xanh đèn đỏ lên 150 thước. Dạ. Em xuống cho nó 10 cái lạp xưởng liền cho. Đâu? Thằng gì chứ, chú Tư. Ừ.
Trời đi chợ nướng cho nó cháy hay 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 cái khác xíu ăn cho thơm. Cái này vàng dữ không? Cái này ăn được rồi nè, vàng dữ. Rồi đó hả? Rồi được thì lấy ba cây dung đi, ba cây. Ba cây nào? Bắt đó, ba cây dung. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu thêm, kêu thêm. Còn này là chú mời không biết hay sao. Rồi. Đây. Quay lên. Wow, khói bốc lên thơm phương phất luôn ha. Thơm phức luôn ha. Lạp xưởng bò nó thơm hơn lạp xưởng heo nhiều. Bò nó thơm hơn nhiều, ăn nhiều qua rồi mới biết. Ăn rồi mới biết đó không? Dạ. Ở đây không có cô bán ngoài ngoài, có ai bán nữa không cô? Ở đây có mình nói nước. Ở đây cũng ai rồi đó, ở đây nước nè. Dạ. Nó nghe này cho chị 30.000 tẩu xây em. Nó là 100.000 nè. Nó là 100.000. Lấy rồi, đóng gạch chưa? Lấy rồi rồi. Rồi 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 rồi. Nó là 100.000. Nướng lại cái lá lốt đợi giờ đợi nó hơi nguội. Này mua màu về làm màu nhậu được à, ngon à. Đi đem màu nhậu đi. Đẹp á, màu nhậu ăn đây đây đây. Toàn là thịt không nè. Chú nướng giới thiệu mình mời mình ăn thử coi nó khác với lạc xưởng này. Gọi là lạc xưởng cũng là lạc xưởng bò nhưng mà mỡ nhiều hơn. Cái này là nạc nhiều hơn, nhiều hơn nên cái giá 1 kg nó tới 250 lận 1 kg. Cái gì nạc nhiều hơn. Còn cái kia 140 nó dạ dạ Vĩnh Trung hả? Đây còn nóng nè, ăn liền đợi nguội quá. Ừ, nó hơi cứng luôn. Đúng rồi. Thịt nhiều hơn, thịt nhiều hơn. Nãy mình nướng hơi nhiều, cái da nó hơi bị khô cứng. Đúng rồi, cái này vừa tới thôi. Nướng đừng có mà khét quá. Dạ. Đúng rồi, khét quá, cái da ở ngoài cứng nè, ở trong thì thịt vẫn mềm nha. Nó không có. Ngon quá. Dạ à, biết rồi, mốt mà. Thật sự nướng vừa tới thôi. Ngon là sữa tiêu phải không? Dạ ngon nhiều. Đúng là lạc xưởng thật nó ngon hơn nhiều với lạc xưởng kia. Lạc xưởng kia nó pha thêm chút mà mỡ trong đó nên nó dạ. Bà nghe nói là bò bảy núi là ngon lắm con. Khu này là bò núi qua giờ kiếm mấy cái quán nướng á, bò này ăn á, thôi qua đây kiếm được cái bò. Lạc xưởng thường phải không? Đâu mẹ mày nó tắt tiêu rồi nha. Mỡ ăn thì nó có mỡ ăn đỡ ngán. Ngán hơn thật. Con thì thích ăn có mỡ mỡ vô. Có mỡ mỡ. Đúng rồi. Còn ai không thích ăn mỡ được thì có thể ăn lạc xưởng thịt không cũng có. Đây, nướng cho cô luôn, cô đi bán cho người ta rồi. Ngon quá. Thì nãy kêu hai cây nhưng mà để lâu quá nó còn nãy quay mình ăn lạp xưởng bò quá giờ lớp mỡ lớp nó nguội rồi. Nhà cô nướng lại cho nó nóng. Mình nướng nha nè. Nướng thôi ít thôi con, không lấy ít thôi. Rồi rồi. Thôi được, thôi cay lắm, để ăn vậy nó ngon hơn. Dạ. Đây, ta phải thêm gỏi đu đủ ăn vô. Ngon quá, gỏi đu đủ làm cũng ngon quá. Bây giờ ăn thử cái bò lá lốt mới vừa nướng xong luôn. Đây là bò cái cây cuối cùng rồi. Ăn miếng cái gỏi đu đủ. Đỡ không ăn ngon hơn. Hồi nãy cô tưới cái tương ớt vô nó làm cho nó cái gỏi đu đủ nó bị nhiều nước quá nó bị mềm xuống. Để ăn xong nè, ăn nó giòn hơn. Trong hai loại bò ở đây thì cái loại bò lá lốt với lạp xưởng bò thì mình thích ăn cái lạp xưởng bò hơn. Tại vì nướng lên nó bốc cái mùi có mỡ trong đó nên mình ăn nó thơm hơn rất là nhiều hơn cả cái bò lá lốt này. Bây giờ mình sẽ ăn xong cái phần này, mình sẽ tiếp tục đi về cái thị trấn Nhà Bàng, sau đó mình đi quay những cái chỗ nào mà có cái hay ở đây hay những cái gì điểm tham quan ở đây hay mình sẽ quay lại và chia sẻ với mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chào tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch ăn uống của mình mỗi tuần nha.